Con này lên pha lên relay chứ đúng không? Lên relay sẽ lên mặt nạ đúng không? À, muốn lên gì lên. Đâm. Chết chết rồi. Thôi được rồi. Minions have spawned. Bây giờ con này e được xin không phép. Vậy lên về xin luôn. Team nó đâu có hiệu ứng nhiều đâu, có mỗi con này à. Sao, quả này cũng cần lên. Lên về xin bữa cho nó thấm. Yasuo thể hiện à. Mày cứ để tao tanh hoài mày. Vừa vừa phải chứ. Mất một má trăm mấy máu luôn. Rừng người đéo chịu tanh. Khó quá ta. À vì mình Lee Sin mà làm mình thọt. Chó Lee Sin. Chó Lee Sin nó làm mình thọt.
hai á. Trời ơi, xin đó, lại xin đó. Đúng là đánh normal có khác. Lại Lee Sin level thần thánh. Lee Sin thần thánh phá chắc kích. Mẹ ơi. Rồi nó level 6 rồi kìa. Đi về. Ở lại luôn. Tao sợ rồi bớt thôi. Là rủ Yesu solo rồi. Tôi đéo xịu được. Đi xin nhà mình bét ngu luôn. Chắc tôi tăng E quá. E hồi lâu quá. Tăng E hồi cho nó nhanh. E còn được xuyên mà. Con này chắc lên cái Nanaso ngon nhỉ. Con này lên Nanaso ngon đấy. Thôi farm tí tiền trụ nè. Đang test tướng mà gặp cái thể loại gì đấy. Chó
Yasuo nó đợi gank nữa, biết không thì vô sâu trong trụ nó mới đánh. Chứ nó đéo dám đánh các bạn, nó cứ đợi gank thôi. Đấy con chó này dính nó lại trên này này. Ủa mình đi kiếm mày. Mày chạy không? Ủa mà cái mày nãy giờ gì đâu trời. Ai da đẹp không á. Rồi chết luôn. Bị tiêu đó. Ủa thằng này sẽ đam mình vậy. Ủa thằng chết sao nó còn đam con người mình à. À còn. Má tính vô phụ nó sợ nó chết. Nó đi lại là mày chơi mày. Nhấp. Giờ tao rủ solo là mày chết cha mày với tao. Tao quánh bỏ mẹ mày. Được, giờ rủ solo là chết. Chết thằng này nha. Cứ thấy ở đâu gần chết cái chạy lên ăn ké. Thì đéo có tác dụng gì hết. Con rồng mà đéo biết ăn gì cả. Má đi đánh chết. Ủa đâu ra con chó chết như vậy. Khi nó tóc biến thì nó tàn hình, đéo thấy nó ở đâu hết. Ngu theo một cách phải đồng đoàn đại chiến. Có cái này đam to ghê.
bá đạo luôn. Thì Yasuo lên đồ sai rồi. Lên Nanaso tác dụng nhiều không? Mặt vãi. An enemy has been slain.
tôi còn có tí máu, tôi đập thằng Yasuo tí ỉa luôn. Kìa, được, được. Kiếm súng nha, kiếm súng cho nó trâu nha. Súng hồi máu cho nó nhiều hay là giáp gai. Thôi lên đam đi. Đam cho vui các bạn ơi. Chạy không? Đấm bỏ mẹ mày luôn. Chạy không? Cái gì? Quay nó quá gần. Lát lên chụp đầu nó. Lát là nó nhất là mấy con AD như cấp mo Zenith. Này lên cái đao tím cũng được vậy mạnh mạnh. Cái gì? Thôi lên nón luôn, lên mát đam cho nó mạnh. Con này cấm chinh phục đúng ngon, nó cực kỳ năng hơn. Việt Nam nó còn được cái này nữa. Nó biết là nền khiên. Được cái này với đam nền khiên ngon hơn. Khiến lên liên tục 8 phải mấy giây. Đừng cái đéo này. À nó nhiều thì nó đập chết. Tôi đi với Yasuo, một cái giết cam đó nè, đánh thường mà nó đập tao gần nát nè. Tăng cho má. Gió này ngon đấy. Má máu nó nhiều vãi. Như này đi được cũng ngon cái đi được ngon mà đi được được nhưng mà khó gan cái e nó khó dính lắm. Con này lên level 6 rồi ganh dễ vậy, cứ đập nhau thì đập hai con chết hiện ra rồi bét. Con này lên Nanaso mới được đúng bài của nó chứ. Mẹ Nanaso đúng tủ của nó luôn, đánh thường có đam. Lên. Vậy mà coi tầm không có Nanaso. Cái Nanaso đúng của nó, nhìn cái hồi chiêu. Tốc độ đánh. Siêu không hồi kịp. Đâu mà siêu nhiều mà 900 mà sao chết. Vừa từ 70% vừa chạy ra đây từ còn cái bảy. Bật siêu lên đỡ cái bắn sống. Cái bộ ba cái siêu vô vòng vừa được sống. Tôi ngày xích nhảy ra cào cái quy. Đam cho khai xích nhiều chứ. Nè. Thì đó, nó đam xích nó nhảy ra. Ông tiên khai xích chưa, ông tiên khai xích chưa nổ nữa. Trời, tập biến là chi vậy trời? Má mày chơi! Đây là bê hả mày? Mẹ mày! Con chó này! À bê! Rampage! Shut down!
chạy không? Đó mày chạy đi. Mày chạy đi. Nó đánh thường mày luôn đó. Kéo thật làm gì luôn đó. Chạy cái cửa thích. Công ty gì mà tí hồi nhanh mày thích. Đúng rồi, 100%. Rồi luôn. Trên lên nón này mà mặt vầy. Tham xe của mình. Quá ghê, được không? Quá kinh. Hợp lý. Đấy. Mình đánh thường để mình test con này. Chứ bạn ông cho rank auto cấm. Cấm, nó cấm phải cái đáy luôn đấy.